Nếu như tối qua là một tối khó ngủ đối với nhiều người dân miền Bắc vì nắng nóng và mất điện, thì tại thành phố Hồ Chí Minh lại có mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập nặng và kéo dài trong 2 giờ đồng hồ. Các tuyến đường bị ngập nặng trong đợt mưa này tập trung ở các quận Tân Bình, Tân Phú, quận 6 và 11. Những tuyến đường này nước ngập sâu đến nửa bánh xe gắn máy, rất nhiều phương tiện đã chết máy phải bị bõm trong dòng nước đen, nước tràn từ cống lên mặt đường bốc mùi hôi thối, có đoạn ngập sâu 1 mét nên giao thông gần như bị ngưng trệ. Sinh hoạt người dân hai bên đường cũng khốn đốn do đợt mưa lớn này, nước tràn vào nhà khiến việc làm ăn buôn bán của các hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều nhà dân phải dùng các vật dụng để làm bờ bao chắn nước.